Giải pháp nào để cơ sở y tế đảm bảo đủ thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị y tế phục vụ việc khám chữa bệnh? Và người bệnh tham gia bảo hiểm thì không phải bỏ tiền túi mua thuốc bên ngoài. Nội dung này tiếp tục được nêu lên tại phần chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế trong chiều nay. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng Bộ Y tế, tại văn bản số 2060 ngày 20 tháng 10 năm 2023, ý kiến của Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho rằng nếu vẫn tiếp diễn tình trạng thiếu thuốc, thiết bị y tế mà người dân đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế phải tự mua thuốc để điều trị, thì cần có cơ chế để bảo hiểm y tế hoàn trả lại các khoản này để bảo đảm quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế. Xin Bộ trưởng cho biết quan điểm của mình về ý kiến này. Trong cái quá trình mà thực hiện cái phòng chống dịch COVID-19 thì cũng đã phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến thiếu thuốc, và thực tế là nhiều cơ sở y tế là không đảm bảo đủ thuốc và bệnh nhân phải có hiện tượng là ra ngoài mua thuốc để tự điều trị. Và chúng tôi thì xin phép ghi nhận tiếp thu ý kiến của đại biểu liên quan nội dung này và thống nhất quan điểm là về quyền lợi của bệnh nhân, của người tham gia bảo hiểm y tế là phải được đảm bảo, và đây là một cái yêu cầu hết sức là chính đáng và cần thiết. Tuy nhiên hiện nay thì trong các quy định của chúng ta chưa có quy định về việc trực tiếp thanh toán cho bệnh nhân khi mà ra ngoài mua thuốc. Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết hiện đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng này, trong đó yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện các chỉ đạo, quy định liên quan đến việc đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế để đảm bảo phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Bộ cũng đang đề xuất nghiên cứu các cơ chế để các cơ sở khám chữa bệnh có thể điều chuyển thuốc khi các kết quả thầu còn hiệu lực. Thời gian tới, Bộ sẽ thực hiện bổ sung thêm danh mục thuốc để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.